Hello, xin chào anh em. Và ngay trước màn ảnh nhỏ của anh em là mẫu xe Wuling Mini EV ha. Anh hiện anh đang mình gọi là độ lại à, độ thêm một chút cho chiếc Wuling Mini này ha. Đó, cả nhà có thể là đang nhìn thấy ở phía xa xa kia là có hai con màu hồng nè, một con màu vàng nè, chưa có biển số. Và con này thì khách hàng cũng đã lấy biển số rồi và đang trong quá trình hoàn thiện. Thông tin ban đầu thì mình cũng nhận được thông tin là vị khách này đang lên cái gương gập điện. Đó. Cơ bản thì xe thì cũng nhỏ thôi, nhưng mà gập điện thì nó cũng sẽ có những cái lợi. Ví dụ như cái kia là chưa gập điện kìa. Đó, chưa gập vô. Nếu như mà mình dừng xe ở quán cà phê hay là dừng xe ở một cái chỗ nào đó thì mình cứ gập lại cho nó gọn lại bớt, để ví dụ như đặt trường hợp là có một cái gì đó, một cái vật thể nó đi ngang thì nó sẽ không có gãy cái gương ha. Đó. Cho nên để mình xem. Đó, cái tay ở trong nè, cái lõi này nha, cho cả nhà xem. Hôm nay là xem thấy cái lõi luôn đó. Đó, cái motor điện kìa. Đó, cái bộ motor kìa, rất là tiện nha. Đây, cho cả nhà xem ở phía trong của xe nè, động cơ điện nè. Đó, dầu thắng nè, nước rửa kính nè. Trời ơi, nhìn sexy ghê. Nhìn sexy ghê. Hả? Dạo, dạo đâu? Kê. Cho đi kế chứ. Coi thằng em hôm nay nó đi, nó chở mình coi. Con này là con màu... Ủa, con này có màu gì? Con này là xanh lưu ly anh. Xanh lưu ly. Dạ, phiên bản tiêu chuẩn. Đó, phiên bản tiêu chuẩn thì là nóc nó trùng với cái màu xe ha. Giống như bên kia, còn con kia là phiên bản cao hơn, nóc màu đen. Đây là nóc màu đen. Đó, con màu xanh này nhìn cưng quá. Rồi, lên xe nha. Coi. Nhìn mới đầu mình nhìn mình có tưởng đâu là hai chỗ. Đó, cửa đóng rất là chắc nha. Cái cánh đóng chắc thật. Đây, cái dây xách beo bên này cắm vô đây. Đó, nghe em nói lên kính nè. Lên kính ở ngay khu vực này cũng rất là tiện ha. Đó, lên kính xuống kính nè. Em đi ra ngoài mua đồ công ty. Không có giấy. Xíu giờ làm cho. Cứ mỗi lần dịp Tết đến xuân về là hai tràn ngập sắc hoa. Đây, mình sẽ quay cho cả nhà xem nè, cảnh gần Tết. Đó, hoa. Năm nay thì cơ bản là góc độ nhìn nhận của mình là hoa bán cũng rất là chậm nha. Đẹp. Cái năm trước coi vậy cũng rất là tấp nập nha, năm nay chậm. Đây là ngày 27 rồi. Tối nay 27. Thực tế theo em là những ngày Tết là mới là những ngày này nè anh Châu. Đó, những ngày này mới có không khí là Tết, mình nhộn nhịp, mình đi mua hoa, quà sửa soạn trong nhà, đưa ông táo về trời. Đó, những cái cảm giác Tết là những cái khúc này nè. Chứ theo em thì vô vào những ngày mà mùng 1, mùng 2 rồi đó, thì những ngày đó thì chỉ có đi thắp nhang cho ông bà, đi chúc Tết nhau, thăm bà con rồi ha. Thăm bà con.
mà thật sự những ngày mà vui thì em thấy những ngày này mới vui nè. Cái cảm giác mà mình dọn dẹp nhà cửa đồ không, nhưng mà anh thấy cái Tết ở Sài Gòn này nó hơi buồn vậy thôi, chứ còn mà Tết mà ở quê này nó cũng vui mà. Thì ví dụ như đi tới nhà anh em chơi đó, thì chiều nay em cũng về anh trong. Anh thì bây giờ gần như là cũng giống như là mất quê cho nên là nhiều khi cái cảm giác Tết nó không còn nhiều nữa, tại vì mình đi làm mấy ngày bình thường làm quá mệt đó, Tết thì lại muốn ở nhà nghỉ ngơi đó, muốn nằm phè ra nghỉ ngơi ăn uống, rồi có anh em thân thiết gần á, thì tại vì may á là anh vẫn có anh vợ cho nên là Tết vẫn còn lai rai được, chứ nếu như mà ông anh vợ mà ở xa nữa thì thôi cũng đúng nghĩa không bó tay. Thì thôi Tết cho về quê em chơi đi. Về quê em á thì cơ bản á là vợ anh á thì nó lại thích ở mấy cái chỗ luxury hơn. Kiểu giống như là ở nhà thôi, người cũng có luxury mà. Ở nhà người ở khách sạn, mình không thích ở nhà thì ở khách sạn. Thì nói chung là tới nhà ai đó thì cũng tới cao lắm một ngày chứ còn. Ồ, chỗ đây bán hoa cũng đông quá. Đẹp à. Hoa năm nay coi vậy chứ bán chậm đúng không? Dạ. Rất chậm. Công ty mình vừa mua mấy cây á. Chậm. Tình hình kinh tế năm 2023 rất là khó nha. Theo như thống kê là có tính ra là có cả ngàn công ty gọi là giải thể đó, chứ không phải là chuyện đơn giản. Chưa kể là cả nhà có thể nhìn thấy những tấm hình vui gọi là công ty không thưởng tiền mà lại tặng nệm á, thấy không đó, thưởng bằng nệm, thưởng bằng vật phẩm luôn, tức là tiền làm ra nhưng mà cái đầu tiêu thụ nó không có, cuối cùng là nhân viên đem nệm về luôn. Ồ, cái đào. Đào. Đào này là được vận chuyển từ ngoài miền Bắc vào. Đẹp hơi. Mai với đào quá thì anh thấy cái cảm giác cái mai á nó rạng ngời ha, cái đào thì nó sang ha. Hai vùng miền. Mai nhìn nó rực rỡ, đào nhìn nó sang. Trời ơi, hoa. Đó, với cái góc quay này thì cả nhà cũng có thể thấy là không có đông, không có sơm tụ. Mình cũng đang muốn chắc ngày mai thì cứ hứa hẹn là có muốn đi ra ngoài trung tâm quận nhất hay đi dạo dạo để quay phim đó. Chiều nay hai anh em mình đi quay vlog luôn hả? Thôi chiều nay quyết định đi luôn đi. Chiều nay đi quận nào nè? Chiều nay đi quận nhất. Mình sẽ đi quận phố, đi quận Nguyễn Huệ và vòng vòng quanh quanh ở khu quận nhất nè. Hồ Con Rùa. Rồi bảo tàng lịch sử. Ok. Dinh Độc Lập. Bưu điện. Rồi mình đi cái bến bến thuyền. Bến thuyền rồng. Nhưng mà đi chỗ nào là phải có hoa nhiều á. Ở Nguyễn Huệ anh, phố đi bộ Nguyễn Huệ là một trong những cái địa điểm mà check in cực kỳ hot trong những ngày gần đây. Vậy chắc tí về mượn xe xong rồi cái chiều nay mấy anh em mình đi. Anh em mình đi ra. Sẵn tí thì nếu mà đi qua đó thì anh em mình check in qua bên chỗ chợ Bến Thành luôn. Quyết làm một cái vlog này. Năm có một lần, dù khi lười quá nhà cũng không có làm. Anh có cắm sạc cái máy quay chưa? Có đầy đủ. Rồi, thôi kết thúc video tại đây 10 phút rồi. Bye bye cả nhà. Chúc cả nhà năm mới nha mày. Chúc cả nhà trên kênh của anh Châu có một năm mới rực rỡ và vạn sự như ý. Một năm mới thật nhiều thành công và nhiều sức khỏe. Bye bye.